Xuân Long xin chào với bà con. Trong thế giới nông nghiệp, việc chọn lọc và chăm sóc cây giống đóng vai trò quan trọng và thiết yếu đối với sự thành công của một vụ mùa bội thu. Nhà vườn nào cũng muốn tìm những cây giống dễ trồng, dễ chăm sóc, lại có năng suất cao về mặt kinh tế. Thì hôm nay, Xuân Long xin giới thiệu với quý bà con một món quà của thiên nhiên không chỉ chinh phục lòng người bằng những hương vị độc đáo mà còn có những lợi ích quan trọng khác của giống cây mang lại. Thì xin giới thiệu đến quý bà con giống cây được mệnh danh là nữ hoàng của vườn cây, cây măng cục. Cây giống măng cục có chiều cao từ 60 đến 80 cm, hình dáng trái nhỏ, nhưng đây là loại cây thân gỗ khá to, chiều cao trung bình của cây lên đến 10 m. Cây có bộ tán khá rộng với lá dày, hình thuông dài màu xanh sẫm. Điểm thú vị nhất có lẽ là hình dáng khác lạ của trái măng cục. Trái có hình dạng cầu tròn, chỉ bằng quả cam nhỏ, vỏ khá dày và cứng. Loại trái này khi chín có màu đỏ sẫm, bên trong có màu như rượu vang, dày và xốp. Ruột măng cục có màu trắng chia thành nhiều múi, khi ăn có vị ngọt thanh, hơi chua và hương thơm rất đặc biệt. Để trồng loại cây này, bà con cần chọn một vị trí có ánh sáng tốt, đất phải tươi xốp, có độ thoát nước cao, pH tầm 5.5 cho đến 7 là được. Đây là loại cây có nhu cầu cần nước khá lớn, nhất là trong giai đoạn cây đang sinh trưởng và phát triển ra tán và lá trái. Trong giai đoạn này, bà con cần duy trì độ ẩm cho cây, đặc biệt là vào những mùa khô hạn cần tưới nước thường xuyên. Nhưng chú ý đừng tưới nước nhiều quá để tránh tình trạng cây sẽ bị ngập úng. Nên bón phân thường xuyên cho cây để cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Nên sử dụng phân khoáng và phân hữu cơ theo đúng như hướng dẫn. Khi trồng loại cây này, bà con cần tỉa bớt những cành yếu và những cành bị sâu bệnh để giúp cây có thể là đón nắng cũng như là sinh trưởng và phát triển tốt. Cây măng cục cho trái từ sau 4 đến 5 năm khi bà con bắt đầu trồng cây giống. Để nhận biết là đã đến thời gian để thu hoạch hay chưa thì bà con quan sát vào cái trái măng cục. Nếu như trái chuyển sang màu hồng tím thì đã đến thời gian để bà con thu hoạch. Đây cũng là một giống trái cây cung cấp vitamin A, vitamin C và khoáng chất như magie và kali. Ngoài ra, trái măng cục còn chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, cũng như là cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Măng cục không chỉ là một loại trái cây ngon mà còn bổ sung những chất dinh dưỡng quý giá cho chế độ ăn uống hàng ngày của bà con. Đây chắc chắn là một giống cây mà bà con đang cần tìm. Hiện tại, cây giống măng cục đang được bán tại cửa hàng Xuân Nông. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông.